Mùa vải năm nay, quả vải Việt Nam sẽ được chính thức nhập khẩu vào Nhật Bản. Hiện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng các địa phương và phía đối tác Nhật Bản đang đẩy nhanh tiến độ, chuẩn bị các thủ tục để quả vải Việt Nam có thể xuất khẩu sang Nhật Bản trong thời gian sớm nhất. Do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tiến trình xuất khẩu quả vải Việt Nam sang thị trường Nhật Bản sẽ đối mặt với nhiều khó khăn thách thức. Trước tình hình trên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã làm việc với các địa phương có diện tích vùng trồng lớn chủ động quy hoạch vùng sản xuất theo quy chuẩn, tiêu chuẩn chất lượng vào Nhật Bản với sự giám sát chặt chẽ của cán bộ kỹ thuật. Hiện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản, Đại sứ quán hai nước đã và đang có sự phối hợp rất chặt chẽ để chuẩn bị mọi điều kiện để đưa quả vải sang thị trường Nhật Bản.